vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Ở clip này mình sẽ làm về ván hến. Và clip này thì mình sẽ không đó là mang ván hến đi rừng phun phép, cũng như đó là ván hến thành một xạ thủ. Mà clip này mình sẽ mang đó là ván hến DSP. Mang ván hến đó là với build đồ gọi là siêu trâu bò và siêu làm chậm. Thì ở giải đó là AIC thì tuyển thủ Proe thì cũng sử dụng ván hến DSP khá là nhiều. Thì tất nhiên thì nó cũng có điểm mạnh và điểm yếu của nó, đó là điều đương nhiên rồi. Uầy, Zuka kia, bên kia thì có Zuka đi ép. Uầy, uầy, thôi sóng rồi. Đầu game bị hành sập mặt luôn. Uầy, uầy, Zuka. Zuka vào trường nhẹ một phát và tốc biến, đó là bỏ chạy. Và này thì né viện trinh kích đến từ Eo Su này. Bên địch đầu game thì cũng khá là khỏe ấy. Những viên viện trinh kích đến từ Eo Su mất trúng thì cũng khá là thấm và thốn nha. Đối với Van Hên thì có khả năng đó là choáng cực kỳ là tốt, khả năng thả diều cực kỳ là ok. Thì chắc chắn thế giai đoạn đầu game đi trợ thủ thì mình phải lên phụ trợ rồi, tránh đó là ăn vàng và kinh nghiệm của xạ thủ té mình. Ở clip này thì mình sẽ lên theo build đồ đó là theo thiên đường khống chế luôn nha anh em. Nói chung rank thì cũng khá là cao rồi. Tầm cao thủ vài chục sáo là cũng khá là gắt đấy. Ôi ôi, pha này Murat mình lên rỉa mất rồi. Pha này mình thả diêu liều có ăn được hay không? Chạy đâu bạn ơi, nó đang thả bướm nha, không biết có giật bướm hay không này. Rồi choáng nhẹ một phát nữa, giật hay không? Ôi, nó giật lại rồi. Giật lại thì mình sẽ đuổi theo nó này, lên bảng điểm số. Nhưng pha này liều mình có chạy được hay không? 3 đánh 1 thì không chột cũng que, làm sao mà chạy được. Hy vọng pha này thì tém mình sẽ trả thù cho mình. Ôi, quýt được bắn rồi kia. Viết ra tém mình cũng lên rìa luôn rồi. Ôi ôi ôi, kêu gót kêu gót. Uầy, khá hay nha, kêu gót tém mình được cái mạng siêu Việt rồi. 4-4 dành cho hai bên. Ở trận đấu này thì hai bên đều là máu khá dày cả. Mình thì sẽ lên theo thiên hướng chống chiều nên là chắc chắn thì mình sẽ chống chiều nhất tém rồi. Bên cạnh đó thì cũng có thể là ai gì nữa. Pha này, này thì uầy, thôi chơi không đẹp rồi, không đẹp rồi. Đang solo tự nhiên ông dụng cá mò tới nữa. Nguy hiểm, nguy hiểm. Thôi cẩn thận xíu nha anh em, chứ tình trạng này là dễ bị chỉ lắm ấy. Mình mà đánh tâm đó là rank thấp thấp xíu. Chắc có lẽ là bị ăn chỉ sập mặt luôn rồi. Mấy ông trên này hơn nửa bây giờ mấy ông thưa sáo đấy, cuối mua thưa sáo đấy này. Ok, pha này tốc biển lên chơi luôn này. Chạy đâu bạn ơi, này thì rú béo, này thì rú béo này. Quân tử trả thu gọi là một phút trước muộn. Uầy uầy, pha này phải chạy một xíu nhá. Dừng tém nó lại hỗ trợ rồi. Ôi ôi, làm gì đấy? Đúng rồi, choáng hay quá. Viên ra bản này thì cũng khá là mạnh nữa. Trời luôn, trời luôn. Ôi, ảo diêu thế, ảo diêu thế, ảo diêu thế. Lùm lùa ngái, lùm lùa ngái. Có thêm được là cái búa rời chấn nữa. Thì bây giờ thì sẽ lại ăn con rồng này nha anh em. Kéo con rồng ra một xíu, tránh trường hợp là rú cá nó cho một con bó vào người ấy. Ôi ôi ôi, đấy 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 đấy. Biết ngay mà ông rú béo. Này thì rú béo này, mình bật cái phụ trợ búp giáp lên nữa này. Ôi, tạm biệt ra, tạm biệt ra. Mình phá này phải chạy nhá. Nó đấm phạt mình nữa là thôi sóng ấy. Rừng yếu vơ color. Ông kia cũng tốt mua rát mà khóe tỷ lệ thắng đang hoang anh em. Mình đầu game thì cũng xin trần mà không cho thì thôi. Ôi, tốt mua rát không hái. Nhưng mà mua rát đầu game yếu lắm. Đầu game thời gian giảm hồi chiếu lâu rồi anh em ạ. Hôm trước mình có làm clip về Murat rồi anh em biết. Uầy, nó ép cho sập mặt luôn. Nhưng cuối game thì vẫn gánh tím được với Murat nhá. Đặc biệt đây trận đấu này tém bàn máu cũng khá là dày nữa. Nếu mà Murat chơi tốt đấy thì cuối game gánh tím thoải mái. Bây giờ thì sẽ lại hỗ trợ cái đường rồng này này. Uầy uầy uầy, Zuka làm gì đấy? Choáng nhẹ Zuka một phát này. With tém mình thì cũng kiếm được, đó là một màng rồi.
nhưng mà bị Zuka chấm dứt. Mình thì lại lùng lùa thêm đoạn màn của Zuka nữa, uầy siêu Việt nhẹ nhàng. Khá là thơm tho thôi. Phụ trợ trận đấu này thì mình sử dụng đó là phụ trợ búp giáp nhé. Ôi ôi làm gì, ôi tốc hành chơi luôn đấy. Ấy, mình có phụ trợ này. Này thì éo sú, này thì éo sú này. Éo sú mà bị đừng ngắm ấy thì bị mình choáng, mà bị mình choáng phạt thì mất ngắm anh em ạ. Gọi là không bắn được nữa ấy. Nếu là thực sự phản hình thì có thể khắc chế éo sú cực kỳ là tốt luôn. Hơn nữa thì phá đổ mình thấp máu, nhưng mình có phụ trợ nữa. Và xin chia buồn đó là với bàn éo sú. Bây giờ thì đường mịt có người đẹp rồi, mình sẽ xuống đường này nhá. Nhưng mà cẩn thận nhá, pha này cẩn thận là rú cá nó rình rập đâu đấy ấy. Nên là mình sẽ không lên cao pha này. Nói gì thì nói, chứ bây giờ thì rú cá vẫn đang khá là khỏe, nó mà dồn một con bó của mình thì cũng có thể là mình lên gì ấy, nên là cũng phải cẩn thận một xíu. Hiện tại thì ai rí đổi đường rồi, mình sẽ ra đường dừa đó đẹp lính đây. Uầy uầy, trụ đường ta thân, trụ đường ta thân. Đúng rồi, chơi luôn, kẹt được một màng. Hiện tại thì làm gì đấy, rú cá này thì rú béo này, bật lên cái phù trợ này, rú cá đánh không mất máu này. Uầy, nhưng pha này bị cứu gót nó quạt rồi. Không sao cả, pha này còn bị tém mình lên hỗ trợ nữa. Mà thằng này mà mất chiêu cuối rồi thì khá là phế ấy. Thực tế thì mất chiêu cuối không phải là phế, nhưng mà mất chiêu cuối thì mình có thể choáng được nó ấy. Còn nó mà đang có chiêu cuối ấy, mình choáng nó thì vô tác dụng. Uầy, mời đó lùm lùa đó là bày mang luôn. Uầy, trận đấu này đúng thật là dương tém mình hơi phế cho hắn được màng nào anh em ạ. Thân phần đó là toàn hỗ trợ à. Chơi Murat ránh cáo cũng khó anh em ạ. Murat ránh cáo nó bắt bài ấy. Cứ để bóng có tốt chứ để bóng mà lô một phát ra giúp cá nó cho một con bó ra, cho một con bó thì thôi xong luôn ấy. Ôi ôi làm gì đấy, ôi chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn, chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi. Với lượng đám của mình cũng như là với quýt nữa ấy, thì chắc chắn đó là sự hồi phục của cứu gót giai đoạn này chưa ổn nhá. Pha này cẩn thận rú cá ấy. Rồi rồi pha này, này thì rú béo, này thì rú béo này. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi. Rú béo hết chạy luôn. Rồi bắt luôn ấy, choáng này. Tầm này rồi bắt luôn. Pha này Murat kìa, mang đi Murat ạ. Ok, Murat ăn được rừng tém địch vậy là thơm rồi. Bây giờ thì đẩy trù thôi. Đấy, lùm lũa hai cái trù bây giờ đó là có cái rìu nữa thì báo phế rồi. Bắn làm chầm rồi anh em ạ. Trước ấy thì có món đó là đối phương bắn mình thì bị làm chầm. Còn bây giờ thì mình bắn đối phương sẽ bị làm chầm. Ui, em xuống bắn chính xác thế. Nả hái và trúng luôn. Éo su, này thì éo su, này thì éo su ơi. Ván hên SP không lên nhận. Ui, trận đấu này chỉ có thằng éo su tăng hình, nhưng mà éo su tăng hình thì vẫn thấy mà anh em. Cần gì lên nhận, lên cái búp giáp này, giờ lên búp giáp áo play được 2-3 màng rồi. Đồng ý cuối game có thể lên nhận đấy. Cuối game khi mà có thể là Zuka nó rinh rập, chứ tâm này thì cứ lên đây này, búp giáp này đấy. Chơi luôn này, thân thánh này. Khổ thế. Con bay cho mình lên đồ phụ trợ là chơi. Rồi ra làm gì đấy, này này, choáng ra này, đấy, đơn giản và nhẹ nhàng này. Lên bảng điểm số này, đấy, ăn màng lia lia luôn. Phun tánh mà ăn là màng gọi là lía lìa luôn. Rồi cẩn thận rú cá nhá, rú cá nó con bó ấy. Đây này đấy, cứ cho ăn rú béo này. Chạy đâu. Ok thì hiện tại bây giờ mình có thêm được là cái khiến huyền thoại nữa. Rồi rồi pha này chơi luôn ấy. Uầy uầy, ảo diều thế.
mà đây màng chấm dứt một đống vàng anh em ạ. Lên thêm áo choàng băng giá để gia tăng cái khả năng khống chế luôn nha anh em. Ôi. Ông Viera này hay chả thật đấy. Ôi. Những người fit thì hay chả đấy. Lại ngủ bạc là 1415 toàn chửi tém à. Sao mà lâu nay mình chơi trận nào cũng vậy ấy. Mấy ông toàn là fit 1415 16 gì toàn là chửi ấy. Càng fit càng chửi là thật. À để không chửi mình thì thôi, toàn là mấy ông. Ok thì hiện tại bây giờ thì đang đẩy này, đang đuổi theo này, pha này chơi này. Choáng nhẹ một phát này, lên bảng điểm số này, uầy bật cái búp giáp này, đó anh em thấy chưa? Búp giáp cho đồng đội thế mà còn kêu lên nhận nữa thì chịu rồi. Chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn, uầy lên chưa? Đúng rồi, uầy. Một pha giao tranh 4 đánh 5 ăn được thì. Uầy, ông Quýt tay mình đang đẩy lẹ. Thôi xong rồi, Quýt mất rồi anh em à. Trận đấu khá là dễ dàng rồi. Ông Quýt đang còn nhảy đen à. Ok thì chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đấy rồi. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình nhé. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công. Hãy subscribe.